Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay là mình sẽ chơi một nhân vật cũ rồi, đó chính là anh Maxxery. Thì mình mới vừa mở được cái skin này cũng ở mùa trước nhưng mà cũng còn khá là đẹp. Khá là đẹp các bạn, mình khá là thích skin này. Mà mới mở được hồi tuần trước thôi, đó chính là Shock Bike. Cái skin đáng giá 1.188, ngang với cái skin phối màu thường, mà skin này nhìn rất là tuyệt, khá bảnh. Ý, Dancer không? Đúng. Này chơi team toàn Dancer luôn, khá mạnh. Vô team toàn Dancer các bạn. Đổi rồi, không chơi skin nữa, chơi team toàn Dancer không, khá bảnh luôn. Chụp lại nè, đó nhìn chắc quá. Thì là mình đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam đang xem đây, vẫn chưa ghi được bàn nào mà mong là sẽ thắng. 70 phút rồi, coi khá là trễ, chưa ghi được bàn nào các bạn. Khá là nhiệt, lúc nãy là đang học cũng ráng ngồi coi, giờ về đây coi tiếp. Quá là shit, chưa vô 71 phút rồi, giảm cho nhỏ lại để quay clip nè. Ok, chúng ta có 4 dancer trong một team, không biết chơi chiến thuật sao đây. Bình 600 mấy rồi, hơi lắc. Nay là Dancer đã được cập nhật skill nhiệm vụ rồi các bạn. Để lên sao. Oh shit. Chết con mẹ. Chết tôi. Chết tôi rồi. Mới vô Mirror Image là gặm rồi. Hunter đừng bắt em. Tao đi rồi. Tao đi rồi, chết mà mới vào là fit rồi. Cứu em với. May quá chưa. Đội tuyển Việt Nam đang gặp nguy hiểm và mình cũng đang gặp nguy hiểm. Không thể tập trung được các bạn. Không thể tập trung được. Trận banh hay trước mặt giờ. Cái game hay đang chơi. Dead. Stay close 2. Chết tôi. Game mình lắc quá. Chết tôi. Chạy. Nó đang ở gần lắm các bạn. Trong máy quay là hiển thị là có dấu đỏ. Như hép. Có dấu đỏ luôn. Qua đây hồi nào đi. Mình quá. Khá là lắc. Anh đứng về sân rồi. Để chứ. Vừa chơi vừa. Vừa có phá banh thật sự. Khó khăn. Đang bị dí bên kia. Chết. Chết mình rồi. Gục rồi. Rồi cứu. Còn lắm người cứu mình. Đi hép. Chết mẹ đau nữa rồi.
thank you. Xong. Được bầu cứu. Bạn này hình như là cũng đang bị thương giống mình. May quá vậy là chúng ta. Sao vậy? Sao vậy chạy? Được mé, khá gắt. Lâu rồi mình mới chơi rồi mấy cái trận như vậy các bạn. Bốn người chung chung một cái group. Rất hay, rất hay. Sao này cứ chạy lung tung không? Ồ đi, máy mình hơi lắc. Chết tôi, chết tôi. Thấy rồi. Trong gương thì decode bao nhiêu cũng không không được các bạn. Bỏ qua mình rồi. Bồ đây, bồ đây. Bồ đây, bồ đây, bồ đây, bồ đây, bồ đây. Ấy. Mẹ. Lắc mà chúng ta sẽ cố gắng cứu. Làm hết sức nào. Rất căng thẳng các bạn. Trận banh lẫn cả game. Đang rất là căng thẳng. Ôi mẹ đỏ lỗi rồi, lỗi rồi, lỗi rồi. Mình còn khá yếu, mình còn bị hưởng một hit nữa là mình nằm rồi. Phải để các bạn cứu. Vào gương để gỡ cho bạn kia chạy vào máy quay chứ. Bạn kia chạy vào máy quay rồi. Đi đánh rồi. Bay rồi. Không kịp, không kịp, không kịp. Trong gương để tìm ý trong máy quay để tìm tìm máy cái đã. Máy đâu rồi? Chết tôi. Ngu rồi. Ngu rồi. Ngu rồi. Chết. Game lắc quá. Cái máy kia gần xong rồi các bạn. Không biết làm sao đây. Chết. Thật. Bia. Cửa ẩn đâu rồi? Mẹ. Tiêu Tùng vẫn đây. Làm sao đây còn?
Nhiệm vụ giải cứu các bạn. Đâu rồi? Nó nhầm rồi. Chết thật. Cứu nha. Cứu. Oh shit, mẹ. Cứu được bộ, không cứu được mình rồi. Tốt quá, làm chi. Yeah. Ăn ở tốt. Bóng Việt Nam vẫn chưa ghi điểm nào. 80 phút rồi. Shit. Biết gì nãy không cứu rồi. Ok, vậy là thua chắc rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thích thì like và subscribe kênh để giúp mình lên 100 sub nha. Ok, chúng ta sẽ đợi bài thôi. Để xem được bao nhiêu điểm. Khá là buồn bởi vì cố gắng mà không win được. Cố lên. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thích thì like, subscribe kênh nhé. Bốn nghìn tám các bạn. Thua bạn này rồi.